và các bạn thân mến, không qua trường lớp, không qua đào tạo về lịch sử, nhưng với niềm yêu thích, niềm đam mê, đặc biệt là tình yêu đối với quê hương mà nhiều người con quê hương đã tìm hiểu cũng như là ghi chép lại lịch sử làng mình, nơi đã sinh ra và nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ. Người mà chúng tôi nói đến đó chính là ông Vũ Hùng Khanh ở xã Phương Định, huyện Trực Ninh. Trong chương trình Nam Định Tôi Yêu ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về con người đặc biệt này nhé. Gần cả cuộc đời, ông Vũ Hùng Khanh, xã Phương Định, huyện Trực Ninh cho rằng mình đã đi qua hết những nổi nênh của số phận, đã chứng kiến nhiều buồn vui của làng quê qua những thăng trầm, biến cố của lịch sử. Suốt cuộc đời chất lọc tri thức, gom góp kinh nghiệm, khi sắp sửa đến cuối cuộc hành trình đời mình, ông vẫn miệt mài viết, miệt mài chép sử làng như cách để tri ân mảnh đất quê hương. Ông coi công việc viết sử làng là đam mê, là niềm vui, mà đã vui thì ắt hẳn cũng là niềm hạnh phúc. Nhiều người dân quê coi ông lão có mái tóc bạc phơ, hiền lành, phúc hậu ấy như một cuốn sử sống của làng. Muốn tỏ tường về lịch sử làng, cứ đến gặp ông sẽ kể vanh vách từng chiến công, từng trận đánh, từng bước thăng trầm đã dệt nên tên đất, tên làng. Với tấm lòng vô cùng kính trọng và biết ơn các bậc tiên tổ, cha ông đã đổ mồ hôi công sức hơn 6 thế kỷ, khai phá, cải tạo, xây dựng, điểm tô thành làng cự trữ giàu đẹp, phát triển như ngày nay. Suốt cuộc đời ông tha thiết tìm hiểu, viết và ghi dấu lại lịch sử quê hương cho con cháu về sau. Ông cố công tìm kiếm tất cả những gì mà các bậc tiên liệt để lại, dù biết rằng làm được công việc này là vô cùng khó khăn. Ông tình nguyện ghi lại những gì đã biết, đã đọc, đã thấy, đã thuộc về làng cự trữ. Tất cả đều được ghi lại bằng tay, tỉ mỉ, rõ ràng từng chút một. Ông Khanh chia sẻ, càng tìm hiểu, càng viết nhiều thì lại càng đam mê. Như thể nếu không viết ra, lịch sử sẽ trôi tuột, lẹ như một cái chớp mắt. Như thể nếu không lưu lại, quá khứ sẽ bị chôn vùi đi giữa bao lớp bụi khắc nghiệt của thời gian. Với ông, lịch sử là điều thiêng liêng và quý giá, nên ông phải nghe, phải ghi chép và tìm hiểu cho đúng về chuyện xưa, chuyện nay, ví như tên người, tên đất, tên làng. Vì như ông bảo, viết sai là có tội với tổ tiên, có tội với cả các thế hệ con cháu về sau. Khi có ai trò chuyện, ông lại kể vanh vách cả về truyền thống của quê hương và những kỷ niệm mà ông có thể gắn bó, như tìm được người muôn năm cũ. Nhưng để có thể tìm được chi tiết, tỉ mỉ từng thời gian, từng sự kiện gắn với cái tên cự trữ, đó là cả một con đường khó khăn và gian khổ. Thì tôi xin nói rằng là những người làm sử nói chung ấy mà, thì bây giờ người ta muốn là khôi phục lại sự thật lịch sử, mà lịch sử là một cái sự thật không thể được thêm bớt. Thế thì bây giờ muốn viết là cái đó, trông vào cái nguồn thứ nhất là tư liệu thành văn. Thì cái này có khả năng là phải khai thác ở các cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Nhưng mà đến cấp địa phương thì thường là hầu như nó rất khó khăn. Cho nên cái tư liệu thành văn là cấp địa phương là nhờ vào thần phả, tộc phả thì vào đấy. Thế còn thứ hai có một cái nguồn gọi là tư nhân chứng sống ấy, thì chính là hỏi các cụ cao tuổi của làng. Các cụ có thể sống hàng thế kỷ hoặc là 2/3 thế kỷ các cụ hiểu được thì hỏi các cụ, bởi vì là không gấp gáp mà hỏi thì theo thời gian các cụ lại về với cái cõi vĩnh hằng, cho nên mình sẽ không bao giờ khai thác được cái tư liệu ấy nữa. Cho nên là cái khó khăn nhất của những người làm sử nói chung ấy là chính là cái tài liệu và nhân chứng. Cái nhân chứng cứ ngày nó một mất đi, còn tài liệu thì có thể nó còn. Thế nhưng mà vì vậy cố gắng mà tranh thủ những cái người cao tuổi, thì chính tôi cũng phải làm một thời gian rất ngắn để mà khai thác của các cụ. Bây giờ hiện nay thì các cụ đi hết rồi. Lật dở từng trang những cuốn sổ tay ghi chép về trang sử làng quê cự trữ là những dòng chữ tỉ mỉ tâm huyết, những trang giấy thấm đẫm ân tình. Mấy chục năm cặm cụi viết sử, đã có bao cuốn sổ dày đặc chữ như thế ra đời. Thành quả sau những năm tháng miệt mài của ông đó là 3 tập bản thảo phong phú về nguồn tư liệu chân thực và các khảo chứng lịch sử về làng quê nơi ông sinh ra và lớn lên. Trong đó, tập 1 viết về làng cự trữ từ thuở sơ khai đến năm 1945. Tập 2 viết về những năm tháng hào hùng của nhân dân làng cự trữ trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1945-1954 đến năm 1975. Và tập 3 viết về bước chuyển mình đi lên của làng cự trữ trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước, giàu mạnh từ năm 1975 đến nay. Lật dở từng trang sách, một chiều dài lịch sử của vùng đất
đã trải qua hàng mấy thế kỷ đang ngưng động lại từ thuở sơ khai cho đến tận ngày hôm nay. Dù trải qua thời kỳ nào thì ngôi làng hàng trăm tuổi này vẫn in đậm dấu ấn trong tấm lòng người con đã gắn bó với mảnh đất này cả cuộc đời. Làng Cự Chữ ngày xưa thì mang cái tính thơ mộng. Hai bên cái đường làng nó như hai dải lụa ấy, ở giữa có một con sông, trên bến dưới thuyền, bởi vì ngày xưa là người ta lưu thông từ các nơi đến đây là bằng thuyền, cho nên cứ chiều chiều là thuyền các nơi cập bến ở đấy, thế rồi bốc hàng lên, rồi để dân lại gửi hàng xuống đấy để chuyển đi, cho nên có thể nói là trên bến dưới thuyền rất đẹp, nó thơ mộng, nó như một cái dải lụa êm ả đấy. Khi bình thường thì mọi người công việc vất vả xong là đều ra bờ sông ngồi hóng mát, nhìn xuống dòng sông, mà sông bây giờ nó trong xanh, nó sạch đẽ lắm, chứ nó không phải là nó ô nhiễm như về sau này. Cho nên bây giờ có thể nói cái đặc trưng của cái làng ấy đẹp ngày xưa là nó thanh thản, nó thơ mộng đấy. Và có thể nói là nó trong sạch. Ngày nào cũng thế, trong căn nhà nhỏ gợi nhiều thương nhớ xưa cũ, ông vẫn miệt mài viết. Bên bàn làm việc, ông ngồi đó giữa cơ man tài liệu, một ngòi bút và một cuốn sổ dày cộm. Ông tỉ mỉ viết từng dòng, cẩn thận lật dở từng trang. Khi được hỏi ông có thấy buồn không khi giới trẻ ngày càng xa rời lịch sử, dửng dưng với lịch sử, ông chỉ cười và nói rằng đừng vội trách con trẻ vì thời nay có nhiều chuyện đáng để chúng bận tâm. Nhưng nếu chúng ta biết cách truyền lửa và tình yêu lịch sử với con trẻ, thì tình yêu ấy tự khắc sẽ tìm đến chúng. Chia tay ông Vũ Hùng Khanh, lời của ông cứ văng vẳng trong đầu, thoạt nghe cứ nhẹ tênh, nhưng ngẫm lại cũng chất chứa nhiều trăn trở và đau đáu. Dù thế nào đi chăng nữa, thì ngày ngày ông vẫn lặng thầm chép sử làng, kể chuyện làng như là cách để ông truyền lửa, truyền tình yêu lịch sử với bao thế hệ con cháu hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều người bận rộn với công việc mà quên nhìn lại những điều đã qua. Việc sưu tầm và ghi chép lại lịch sử của ông Vũ Hùng Khanh là một việc làm vô cùng thiêng liêng. Nó như là một sợi dây gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, đặc biệt giúp cho chúng ta có thể nhìn lại quá khứ, nhìn lại những điều đã qua. Còn đến đây, thời lượng của chương trình Nam Định Tôi Yêu tuần này xin được phép tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.